người vùng than, một thời nhọc nhằn cơ cực và ác đô hộ thực dân phong kiến. Dưới lá cờ đảng, lớp lớp thợ quyền với truyền thống kỷ luật đồng tâm, đứng lên phá sạch các xiềng, giành độc lập tự do để xây dựng một Quảng Ninh hôm nay giàu mạnh, văn minh. Hội cựu chiến binh